Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu Tok ngày 23 tháng 8 đã gặp gỡ và hội đàm với đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim sau hai tháng kể từ chuyến thăm Seoul hồi tháng 6 của ông Song Kim. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh cuộc tập trận quân sự chung hàng Mỹ đang được triển khai nhằm thảo luận về phương án nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Gần đây, miền Bắc đã liên tục lên tiếng phản đối gây gắt cuộc tập trận quân sự của liên quân hàng Mỹ. Tại buổi hội đàm, ông Nokyutok đánh giá Cuộc họp lần này kịp thời và có nhiều ý nghĩa khi diễn ra trong thời điểm rất quan trọng. Tình hình bán đảo Hàn Quốc trở nên nhạy cảm và tình hình quốc tế bất ổn. Đáp lại, đặc phái viên Song Kim nhận định, chuyến thăm Hàn Quốc lần này thể hiện lập trường nhất quán của Washington trong việc duy trì hợp tác chặt chẽ nhất có thể với chính phủ Seoul trong tất cả các vấn đề liên quan đến Bình Nhưỡng. Quan chức hai nước đồng quan điểm trong việc nỗ lực hợp tác để quản lý ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc, nhanh chóng khôi phục lại đối thoại với miền Bắc, bao gồm nối lại đường dây liên lạc liên triều. Sau khi kết thúc cuộc họp, đặc phái viên Song Kim khẳng định Mỹ không có ý đồ thù địch với miền Bắc và luôn luôn sẵn sàng đối thoại với Bắc Triều Tiên bất cứ khi nào, bất kỳ đâu. Về phần mình, trưởng đoàn đàm phán Nô cho biết hai bên đã thảo luận về phương án hợp tác nhân đạo với miền Bắc, về phòng bệnh truyền nhiễm, nước sạch và vệ sinh, cũng như các phương án hỗ trợ nhân đạo thông qua các tổ chức quốc tế. Trong một tin liên quan, nhân dịp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mokulov ngày 21 tháng 8 đến thăm Hàn Quốc, quan chức hàng Mỹ-Nga dự kiến sẽ thảo luận chính sách hợp tác ba bên. Quan chức Mỹ-Nga và hàng Nga sẽ lần lượt nhóm họp vào ngày 23 tháng 8 và ngày 24 tháng 8, thảo luận về vai trò của Moscow trong việc đưa Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán.